Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio. Và chúc tất cả một ngày tốt lành. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một bộ ghép gồm có một cặp loa cổ đến từ thương hiệu Anh Quốc Goodman. Thì cặp loa Khôi đã có clip review rồi, giá của nó hơn chục triệu, bát 25 ba đường tiếng ba quay á. Còn hôm nay là một cái bộ rề bao rề Seacoast LC21, một cái phiên bản kit của 130 huyền thoại. Bên cạnh đó thì Khôi đang ghép với cái bao, cái phát là một cái bao của hãng Pilot model 500. Thì cái bao thì nó sẽ giới thiệu sau đi anh em ha. Tại vì cái bao này á, nó ship về nó không có bóng, nên Khôi mua bộ bóng rất nhiều tiền bỏ vào nên giá đổi rất là cao. Nên anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ trao đổi riêng nha. Rồi, còn hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em cái rề Pilot rề Seacoast LC21. Anh em cùng xem ha. Khôi phải gỡ nó ra rồi Khôi sẽ quay clip một gian cho anh em cùng xem cùng những câu hình bóng nhé. Rồi Khôi đã tháo nó ra rồi nè. Đây cái vỏ sắt của nó, đây vỏ zin anh em nha. Zin theo của nó luôn. Rồi đây là cái ruột gan của nó này nè. Nó không khác gì con kia anh em ha. Nó vẫn chạy là một cái nguồn này. Một cái nguồn này. Rồi 1 2 3 4 5 6. 6 cây, 6 cây 12 7 nè. Đó. 10 toàn bộ là 42 7 anh em nha. Đó, nên là bên cây con 130 thì nó thêm một cây 10 cái U7 thôi, hình như nhớ vậy anh em. Đó. Nên nó không khác gì ha. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đẹp zin. Cả hai thứ luôn anh em. Cái toàn bộ bóng trên này là bóng Mỹ nha, bóng Mỹ. Thì cũng có sao Khôi quay vậy và tất cả các món hàng Khôi đều quay rõ ràng như vậy. Đó, bóng Mỹ và bóng Electric. Rồi. Còn cái phần nữa là phần tủ thì bên dưới. Đó. Quay rõ hết anh em nha. Thì lúc đó mình mới xác định được một con rể nó có giá trị. Đó, rồi đây. Cái nắp đẩy của nó này nè, Khôi tháo nó rồi ha. Rồi, đây là cái phần đột gan của nó này. Cái bóng này á nó còn thấp hơn cái thang phô ra nên không đụng, lưu ý nha. Nhiều lúc em lật lại cái nó cánh nó bể xong là bắt đền Khôi á. Rồi đây nè, máy móc zin ha. Rề thì zin. Tủ nó tầng này. Tủ này là tủ của nó luôn ha. Đó, rất đẹp, mọi thứ là ok, hoàn hảo. Rồi, xong anh em ha. Thì còn cái bao thì Khôi sẽ làm clip sau, hoặc là anh em nào thích đó thì mình sẽ liên hệ với Khôi riêng ha. Vì cái như Khôi chia sẻ là mình đã lên bóng quá nhiều tiền rồi nên nó sẽ đổi giá. Nên người biết chơi thì sẽ liên hệ với Khôi riêng. Còn bây giờ thì mời anh em cùng nghe thử chất âm rồi sau đó là xem phần giá của clip. Con này thì trên 30 triệu nha, hơn 30 triệu. Anh em nếu mà nghe tới đây mà thấy không đủ 30 triệu thì thôi, mình không có nhu cầu thì mình bỏ qua còn được. Nhưng mà nhớ cho Khôi một like và một đăng ký kênh những cái chưa đăng ký nha. Rồi. Không có em, bờ đá không viên âm thầm. Chiều mưa không có em, sương mặc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chưa hết tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố xem mưa dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Vắng xa ngày tháng bơ vơ quên mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chậm lặng người đi qua trên đường phố xem mưa dấu chân chưa chút kỷ niệm ngày đầu. Ngày từng mùa thu đến xa đi không mong tin nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa ngày tháng bơ vơ quê mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Chuyện ngày xưa biết sao mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng rồi. Khôi vừa test thử ở đây để anh em cùng nghe thử. Nói chung là nghe qua điện thoại thì cũng phần nào đó mình hình dung rồi nè. Còn những cái món đồ này là gọi là rất là nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng rồi, nên nó đã có những cái đánh giá, những cái review rất là khách quan trên các diễn đàn, trên hội, anh em có thể tham khảo thêm. Khôi khẳng định với anh em như vậy. Thì cái rè như Khôi đã giới thiệu, nó là một cái phiên bản kit của cái rè huyền thoại 130 anh em ha. Nó chỉ có khác nhau về cái số bóng thôi. Đó. Thì anh em nghiên cứu kỹ, lựa chọn cho mình là nó, cái đó nó không thua kém gì, mà giá lại rẻ hơn được mười mấy triệu anh em nha. Đó.
Còn cái bao thì tôi cũng nói rồi đó nè, thì đây là cái bao của hãng, model của nó là 500, thì khi Khôi ship về là nó không có bóng nên là giá rất cao. Hiện tại thì Khôi đã cắm vào một cái bộ bóng xịn sò nữa nên nó cũng cao lắm, nên thật sự em nào mà biết chơi, biết tới cái model này thì liên hệ với Khôi, tại vì cái bộ bóng không Khôi đen nó đã là 10 triệu rồi đó, nên là cái mức giá nổi rất là cao nên Khôi cũng ngại bán không biết là bán như thế nào, nên tạm thời để chơi. Còn anh em nào mà thật sự là thích, có nhu cầu thì liên hệ với Khôi ha, để mình cùng nhau luôn nhé. Rồi riêng về cái Jersey Code thì Khôi sẽ có cái mức giá cho anh em là 35 triệu nha, 35 triệu báo giá công khai luôn. Thì hàng thì ngày càng khan hiếm, đấu không được anh em, nên anh em nào thật sự biết chơi có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng nhau luôn nha. Dành cho người biết chơi, thông cảm là Khôi nói như vậy, tại vì nhiều người sẽ so sánh là bên này sao thấp bên kia cao mà không có am hiểu là nguồn hàng là từ đâu ra, ship từ máy bay xuống hay là hàng đã qua sử dụng nha. Khôi khẳng định với anh em là 100% con rể này chưa qua bất cứ một người nào sử dụng, và nếu phát hiện Khôi sẽ đền cho anh em gấp đôi đó. Nói vậy đó, nói chính xác vậy đó, thì để mình khẳng định là cái món đồ là có giá trị nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả đã theo dõi quan tâm, Khôi xin phép tạm dừng ở đây. Chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi, còn ship code thì còn trước 30%, rồi phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ nhé. Còn ở Sài Gòn thì anh em ghé đấy giúp Khôi hoặc cho địa chỉ mình mang tận nhà. Khôi xin phép tạm dừng ở đây.